Ngồi đó con. Chào cô ba. Mày chào mày không trực tiếp gì chơi người uống mẹ. Rồi dạ. Dòng họ bên tao làm sao biết thiếu mốt có chồng trời. Từ từ chứ trời. Giờ mình đang hỏi ý kiến cô ba trước. Thì hồi cô ba nói vậy. Cô ba nói cô ba cũng nó chịu là cô ba chịu à. Mình tại đang tay mình... đây tay du ký với cô ba chút xíu hả? Ừ. Ừ. Mà tao nói thẳng với cháu Quang vậy. Dạ. Thì em dâu mình chồng nó chết rồi thì nó chịu thì cô ba cũng phải chịu thôi chứ cô ba không có đứng gả. Dạ. Tao đâu phải cha mẹ đâu mà đứng gả. Dạ. Thì cô ba là đại diện đàn gái. Ừ. Ừ. Mà tao kiếm ông ngoài đây nè, tao kiếm ông ngoài tao ổng ăn ngửi cái đầu vịt tao không căng cho tao cũng cặp hay lắm đó qua. Ê, hả? Tao nói thôi bây giờ tao kiếm ông ngoài ăn cái đầu vịt tao đó bên đại diện đàn gái tao. Ơi, cô cái đầu cô ba với dưỡng ba là đại diện luôn được rồi. Thôi tao kiếm ông ngoài mới được để tỷ gã em gái. Đâu cần ông ngoài đâu, bây giờ mình đâu cần ông ngoài. Mà tao hỏi con cho bây giờ đó tỷ á. Ông cục ở ổng ở ông phủ ổng rồi cái đầu ổng lên hay gì mà không có ông Mai làm sao ổng biết bà Út. Đâu có cần ông Mai đâu, người ta có cái duyên mà cô ba ơi. Nhà tao bây giờ bữa mà tuyên bố lên ha, là nàng trai lên là tao kiếm ông Mai nói chuyện tại đầu mặt cô ba đó. Chứ mày ha. Để mày mốt con phải thê người mới được. Không có thê, cái người nào bằng Mai là tao nếm người đó nói chuyện với tao à. Nhỏ bự gì tao không cần thiết. Còn phải thê mới được. Không nhỏ bự gì cô ba cũng không cần thiết, mày vô cầu có ông Mai là được rồi. Con mày được ha. Ừ, tao tìm hiểu ông Mai cũng như là tới hai cái kiếm nút đó. Muốn nó mà như thế là có chồng là mình chuyến này để con kiếm ông Mai mới được. Không à. Ông Mai này hiện tại bây giờ nè, tao mới gả chứ không có ông Mai này làm sao tao để đại diện được. Ông Mai nào? Tao chưa có ấy mà ông Mai gì? Tao nói với mày đó. Ông Mai là phải người là tao kiếm người lớn mới được. Không có đó đại cái đó đại diện. Cái đó đại diện. Còn cái ông Mai mà chỉ chọc hai người duyên nợ nè. Rồi vừa mình lấy, ê mày biết lấy cái gì không? Lấy cái đức của ông Mai. À. Với là cho hai người thành duyên thành vợ thành chồng. Cái bữa mà cô ba nghe mà thiếu mút chuẩn bị lấy chồng nó có bất ngờ không? Không. Trời ơi tao cảm mừng nữa. Cảm nghĩ như thế nào mà cô ba nó nói con nghe coi cô ba. Rồi bữa đó ăn gì? Ăn bò lụi. À. Ăn bò lụi là cái thứ mốt mày á câu cũ à, ca với ông tao không có kêu cái đó thì mít lòng. Dạ. Là cậu gì đó. Dạ. Chứ tao không kêu cái kia. Kêu là không phải cái kia mình nói. Chú Thanh. Thì chú Thanh đó. Dạ. Thà là kêu thằng kêu gì cũng được hết mà không có kêu người ta mình thức phạm người ta được. Dạ. Nó là thấy câu cổ vậy là cô ba ok bên đây tao vỗ tay tao mừng. Dạ. Đó. Cậu ok liền ha. Ok liền thôi, em dâu tôi bữa nay nổi tiếng ta. Yeah. Vậy là cũng mừng cho em dâu rồi. Đó thực tế bây giờ là em dâu mình á có duyên có nợ. Yeah. Thì cô ba chị ba nó thì đứng ra thôi chứ thực tế cô ba nó cũng không có đứng có quyền là đứng gả. Yeah. Tại chị chồng chứ đâu phải má ruột đâu mà đứng gả. Yeah. Còn thứ nhì thì tao phải tìm ông Mai để lấy cái đức. Yeah. Là hai vợ chồng nó sao này duyên nợ ở suốt đời suốt kiếp. Yeah. Chứ không có linh đinh nữa. Yeah. Vậy là tao kiếm ông Mai thôi. Bây giờ bự nhỏ, ông Mai không biết bự hay nhỏ gì tao không biết. Mà có ông Mai là tao chịu ok vậy đó. Bự nhỏ. Cô ba là vậy đó quá. Yeah. Cô ba kiếm vậy đó. Nó bây giờ là ngày nào như thế rồi xung xui có ông Mai ra rồi tao nói chuyện với ông Mai rồi. Hẹn cái ngày mà đàn trai lên. Chứ yeah. Không có đàn gái xuống dưới nhà, thực tế tao không có xuống. Không có đàn trai mình phải lên chứ. Lên mà lên trước nhà trọ của thím Út. Ừ. Là hẹn cái ngày nào đám phú phạt hay đám cứ hay đám gì đó tao không đám, cần đám dắt không là đám phú phạt mày đám dắt không có được mày cái đám hấp hôn ha cái đó không phải còn hấp hôn nữa hấp hôn là vợ chồng ta lâu ngày mới hôn cái này là tân hôn cái đám mà tân hôn cái đó không phải người ta già mà ta có chồng nước ngoài Trung Quốc con nhỏ tao chồng tao có thấy không có chồng được lẽ mình có không được chồng đúng rồi cái chồng hả ừ chị có chồng hả có không, rồi. Không thì đó làm mai luôn. Rồi bây giờ là cô ba nói nha, là cái ngày đó. Có chị không có được. Cái ngày đó thì cô ba là tao hẹn ngay chứ cái nhà mà xong đến mấy rồi anh ăn nhiêu? Bao nhiêu người lên cái nhà cái đà trọ thứ mốt là bày ra một tiệc là lên đàn trai lên đàn gái đó là bày ra một bạc tiệc nước là uống chơi là hẹn cái ngày đám đám. Đó, là tao nói ngay là tao không có đòi kêu chi giữa gì về tất cả hết. Là tao yêu cầu là của nó có duyên có nợ thôi với lấy cái đức của ông Mai. Dạ. Đó, là tại vì nó kiếm ông Mai ổng thấy thằng Thanh được. Thì bí bằng Mai cho bà Út nó. Thì cái đằng này thì cô ba thì đằng gái cô ba cũng mùn duy đêm.
Cô Ba nói vậy. Cái thực tế là cô Ba là không có đậu hũ nha gia quan. Dạ. Đó, bây giờ là vậy đi. Đó mà cô ba hứa cái gì cô ba nhớ chưa? Hứa cặp vịt. Mà mày ăn cái đầu tao đàn gái đại diện mày là cái ông Mai ăn cái đầu chùa vịt hai cái nhà hai cái đầu tao không ăn tao cũng cạp. Không ăn cũng cạp nữa cô ba. Không ăn cũng cạp, ăn kỉnh với ông Mai mà. À. Đó. Dữ vậy ha. Ừ, cô ba dứt bát là phải ăn kình với ông Mai. Dạ. Có gặn đây đưa một thịt vịt vô chịu nuốt. Yeah. Tao dứt bát là tao cạp tao kình với ông Mai đó. Dạ. Yeah. Mà ông Mai tao cho nhỏ bự giờ không biết ông ăn trước thì tôi ăn sau à. Tôi cạp từ từ cũng phải hết cái đầu rồi không ăn. Không thấy cô ba nó này vui quá ta. Thì trời bác có chửi sẵn em mình mà không vui. Dạ. Yeah. Nghe nói có được cho đất rồi mà sao không vui được. Ai? Ở này ăn trúng cám rồi cho nó chuyện đúng không? Dạ, rồi về nơi dạ. Sao ngoại? Bày sinh già. Sao ngoại? Giờ sang đây với con à? Dạ. Nó phải nó hai người rồi tao cho nó đi liền. Dạ. Ngày này còn có mình nó mình sao đau này kia tay nó không à? Dạ. Tôi còn định nó lại đây. Dạ. Chứ sao giờ cũng phải đi mà để cho nó đi ở nhà với cho bà ngoại thời gian đi. Có chồng mà rước ngoại đi luôn, à. Chịu không? Có chồng mà rước ngoại đi nuôi ngoại luôn. Đi đâu? Rước ngoại qua Phong Hòa nuôi luôn. Không. Sao hả? Xa lắm. Đâu có xa đâu. Bước đây nè. Qua đò đây là tới rồi. Ừ. Qua đò ngoài nè, chỗ này nè. Qua đò là tới à? Ừ, qua đò là tới rồi. Chịu không? Thế mốt có chồng mà rước đi ngoại đi nuôi luôn chịu không? Bay sao? Hả? Bay sao? Con hả? Ừ. Con là chịu rồi đó. Chịu cho cô Thế Mốt rước cô ngoại luôn. Yeah. Mày chịu không? Mày sao là sao vậy? Dạ. Yeah. Cô ba nói là Thiếp Út có chồng. Cô ba. Chứ ngoại nói Thiếp Út có chồng là ngoại đi theo cô ba luôn kìa. Ừ đó thì ngoại ở với cô ba. Ừ. Đó. Ngoại lộn đi theo Thiếp Út. Ừ đi ra đi học đi lên chảnh này. Đi chơi. Đi chơi. À. Nó đi chơi đại diện mà có người đại diện có bà già đại diện đúng rồi. Thế ngoại Thế Mốt có chồng là ngoại đến nhà chơi ha, đến nhà của Thế Mốt. Con nói gì? Nói Thế Mốt có chồng là ngoại á. À, mà đến đi chơi đến nhà bên chồng của Thế Mốt chơi. Nó có chồng mình đi qua bên chồng nó chơi à? Dạ. Ngoại chịu không? Sao sao qua sao không chịu à? Có cô ba nè, cô ba chở. Mấy con chở chịu không? Ừ. Con chở ngoại đi. Gì? Con chở ngoại đi, mướn xe hơi chở ngoại đi. Ừ. Ha. Ừ. Sao không chịu đâu, sao qua sao không chịu đâu. Đâu có, bước qua sông này là tới rồi nè, quanh sông này nè. Ủa sông nào? Thì qua Phong Hòa, qua đây xuống Phong Hòa là tới rồi. Thì ông cục tay đâu bên đó đó. Ừ, thì đây bước qua đây chạy xuống Phong Hòa không xa đâu. Ừ. À. Tao biết. Gần đây chứ đâu. Thì này qua cái đò bên... Lâu Dung. Đò Lê Dung. Ừ. Thì chạy xuống dưới kia chút xíu rồi. Mấy người đó chắc này ở đâu? Đang bên Hút Hốt kìa. Đang đợi cô ba kìa. Đang đợi cô ba qua Tây Du Ký đó. Chuẩn bị tinh thần chứ. Trời ơi, tỉnh thị với cô ba mày lúc nào cũng không bốn cho nó bốn. Cái này là gặp chú rể là phải phỏng vấn chú rể giữ cho vô nghe. Hỏi ơi. Hỏi này kia nghe. Con cô ba mày lúc nào cũng không bốn cho nó bốn chứ qua. Nghe mà hồi em dâu có chồng rồi ha, là cô ba là bằng đêm ngủ không được suy nghĩ. Suy nghĩ em mình nó có tương lai sau này. Em ruột của mình không có cho nó có tương lai. Bây giờ đợt này có em dâu mình có tương lai mình mừng hoan hô rồi. Yeah. Mà tao tặng cặp vịt không tiền cũng phải lên tặng cặp vịt. Mà ông Mai ăn cái đầu là bà đại diện là phải ăn cái đầu khác. Tao ăn cái đầu câu hả cô ba? Ăn cái đầu. Không ăn luôn không. Ăn cái đầu. Dọc ông đại diện ở ông đàn cha ông Mai thì phải ăn cái đầu con vịt. Yeah. Phải hai vịt hả? Yeah. Ông Mai thì ăn cái đầu vịt, bà đại diện cô đàn gái cũng phải ăn cái đầu vịt tại đàn cái phong câu. Phong câu ngủ mẹ đâu có được.
Hả? Nhóc. Nhóc nó chịu rồi. Nó nói mẹ ý kiến của mà mẹ nó tùy mẹ nó quyết định. Tùy mẹ nó quyết định. Dạ tắm cô à. Tắm là chuẩn bị ha. Mẹ nó quyết định nha. Dạ. Mẹ nó chưa qua tao. Dạ, đúng rồi. Sao như vậy tao chịu ra. Dạ. Sao ngoại? Mẹ nó quyết định chưa có qua nội nào ngoại đâu. Dạ. Yeah. Tao nay bây giờ con mình nó rồi, tao không có chịu. Dạ. Yeah. Giờ con phải nói lại với mấy ông nghe. Dạ. Yeah. Con nói lại với mấy ông nghe. Nay giờ còn có mình thằng Út rồi. Mình ba ra là. Dạ. Để cho mẹ nó lo xong rồi đâu. Dạ. Mưa quá rồi ngoại ơi. Bữa nay qua nhà mẹ mưa quá rồi. Quá trời mưa lớn rồi. Dạ. Sao ngoại? Ừ. Ngoại nói gì? Chuyện ngoại giao này kia tại nó không nè. Dạ. Con nói lại với mấy ông vậy. Qua nhà không có được qua đây. Bây giờ hôm nay mà thêm một năm chồng chồng ra ra nó không có được. Cái dầu chơi xong bây giờ cũng vậy mà không xong cũng vậy. Yeah. Cũng còn sao của mình. Dạ. Yeah. Ngoại nó nói vậy nghe con. Dạ dạ. Chào khán giả ngoại mi gió. Ngoại vui quá. Thấy ngoại vẫn khỏe ha. Ngoại khỏe mạnh gì con mừng lắm. Dạ. Yeah. Hôm gầy còn đau lưng không ngoại? Hôm gầy còn đau lưng không? Con nói gì? Hôm gầy ngoại còn đau lưng không? Đau hoài con. Đau hoài ha. Dạ. Quá mưa rồi quý cô chú anh chị ơi. Đó. Chủ nhà ngoại giờ quá trời mưa rồi. Rồi chuẩn bị lên đồ chưa chuẩn bá? Lên đồ. Chuyện ba mà lên đồ là đẹp trai lắm mà đi ra đường có chừng bà nào ba hất ở trên cô ba hả? À. Rồi cô ba chuẩn bị lên đồ chưa? Đồ tao đồ này nè, đồ gắt đồ cứng này còn
cô lén bén nè. Lúc lén từ đồ gì là quá đẹp rồi. Thì chuyến này cô ba là lên đồ đại diện cho đàn gái đến gặp đại diện đàn trai. À, đàn gái phải kiếm đại diện đàn trai nha. Có ý là bữa nay người ta gặp nói chuyện với bên chú rể. Thì đó, để cô ba đi. Đàn gái thì đại diện đàn gái thì kiếm phải đại diện đàn trai mới được. Tao kiếm ông mai. Chưa. Chừng nào người ta đã thành rồi mới tính. Con này là mới gặp đặng người ta mà hỏi thăm cái tình hình như thế nào thôi. Bây giờ cô ba nói cô nghe. Cô ba đi trên tỉnh là tao kiếm tao coi ông chú rể. À con đúng rồi. Thứ nhất không phải là mình tay vô cái. Không, bây giờ tao thứ nhất là lên tỉnh rồi kiếm ông mai coi chú rể nở đâu, gốc gác ở chỗ nào. Mình phải hỏi thăm mà chú rể gốc gác như thế nào, công việc ra sao phải không? Coi mình phải coi dung nhan. Dung nhan như thế nào? Tao định rồi là chú là hai con vịt là chú rể rồi. Hai vịt gì? Vịt xiêm. Vịt xiêm hay là vịt siêu thịt? Vịt trắng nha. Vịt trắng hả? Thôi vịt xiêm đi trời. Ôi vịt xiêm tao không biết đường mua. Hứa có hai con là được rồi. Ờ dựng ba lên đồ có phổ bóng dữ ta. Đẹp chơi. Chú Quang đồ gì quá đẹp rồi. Trời ơi chú Quang mày lúc nào cũng phải đẹp rồi. Cái chú Quang mày giấu đâu? Như ý có đi với ông ngoại không? Con mày con sao? Được không chị? Được chứ. Rồi bắt đầu nè. Lên đường thôi. Dữ dàng dữ dàng. Chuyến này mà mình đi gặp đàn cha mà mình chú rể. Chú rể. Ủa vậy gặp chú rể hả không? Gặp chú rể chứ. Đàn gái mà. Thì đúng rồi, mình đàn gái là mình tức là mình gặp để mình hỏi chuyện thôi. Ừ, bữa nay mà cho bảy lên làm ngồi bàn giữa cà phê. Đâu có, mình ra quán cà phê mình nói chuyện, ngồi uống dạ? Uống phê, trò chuyện chơi. Ồ, cái anh kia không có nhà đồ không? Có chứ. Về nhà không được sao? Được. Tao có chú nhà đàng hoàng. Về nhà chứ chú. Ừ. Có bên anh em tao thiếu gì? Ừ. Bên Phong Hòa nè. Sát làm sao cho hai người vô đi. Ừ. Theo chị là chị kết hợp được không? Được, hai được ha. Được. Thấy được ha. Ờ được. Đi đi, bữa nay đi. Đi ha. Đi. Rồi thôi lên tao đường bye bye nha. Rồi bye bye. Ừ. Rồi thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nhắc này mày đi cô ba đi gặp bên đàn trai rồi nè. Thôi Quang cũng xin kết thúc video đây. Chào quý cô chú anh chị và hẹn quý cô chú anh chị vào một cái video gần nhất ạ. À.